Nhận định môi trường quân đội rất tốt cho việc rèn luyện ý chí của thanh niên nên tạm gác lại những dự định riêng mùa tuyển quân năm 2021, nhiều thanh niên huyện Kim Sơn đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Mỗi người một suy nghĩ nhưng đều có chung mong muốn được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xuất phát từ gia đình, ông ngoại, ông nội đã từng tham gia vào kháng chiến. Môi trường quân đội là một môi trường thuận lợi để em có thể rèn luyện được bản thân. Và thanh niên lên đường nhập ngũ là trách nhiệm của mỗi người, mà em là cũng là một thanh niên. Nên là muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ khi còn học lớp 11, Nguyễn Trung Hiếu đã ấp ủ dự định sau này mình sẽ trở thành một quân nhân. Có lẽ vậy mà sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thay vì đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng như các bạn, Hiếu quyết định viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Biết được nguyện vọng của con, vợ chồng chị Lê Thị Nhâm rất ủng hộ, dù Hiếu đang là lao động chính của gia đình. Gia đình thì cũng động viên cháu và thôi thì cháu đã quyết tâm cháu đi thì là cũng động viên cháu thì vào trong ngũ thì là cũng cố gắng phấn đấu. Nếu mà mình tiến được xa hơn thì càng tốt, mà không thì cháu cũng hoàn thành nhiệm vụ thì cháu về địa phương. Còn với Đỗ Minh Tiến, dù 6 tháng nữa mới tròn 18 tuổi nhưng em vẫn viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Là con thứ ba trong gia đình có 6 anh chị em, kinh tế còn nhiều khó khăn, cả thu nhập chỉ trông chờ vào mấy xảo ruộng cấy. Nhưng với mong muốn được trưởng thành hơn, có cơ hội học nghề và việc làm tốt hơn, Tiến và gia đình suy nghĩ môi trường quân đội là phù hợp và tốt nhất. Trách nhiệm mỗi người, em đi sẵn sàng đi. Vào đấy thực hiện nhiệm vụ 25 về rồi kiếm công việc thứ gì nó dễ hơn. Bố mẹ ở nhà cố gắng, biết là em ở nhà em ăn và tiền cho bố giúp mẹ, nhưng mà thôi cố gắng để cho nó tròn nhiệm vụ thì xong thì cháu về sau này cháu nó về. Khát khao được khoác trên mình bộ quân phục xanh, được cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là động lực thôi thúc nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong bối cảnh của một huyện có tới 80% số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa, trong đó có 30% là vắng cả gia đình, thì tinh thần xung phong tình nguyện của các thanh niên này là rất đáng quý và trân trọng. Trước hết chúng tôi sẽ nắm lại cái tâm tư nguyện vọng và điều kiện hoàn cảnh gia đình. Sau đó thì chúng tôi có những cái chính sách phù hợp với những cái thanh niên đã viết đơn tình nguyện. Ví dụ như là đến thăm và tặng quà nhân cái dịp cuối năm nay và đầu xuân là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì cũng thông qua những thanh niên này, chúng tôi tiếp tục định hướng và thông qua các cháu sẽ là những nhân tố quan trọng để vận động bạn bè của mình để về thực hiện tốt cái luật nghĩa vụ quân sự. Và đặc biệt thì chúng tôi phối hợp với trung tâm chính trị của huyện cũng như là ban tuyên giáo của huyện ủy để sẽ bồi dưỡng định hướng cũng như là sẽ tổ chức cái lớp học cảm tình đảng và trước khi những thanh niên này lên đường nhập ngũ. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Sơn, đến thời điểm này trên địa bàn đã có 20 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đây là kết quả của quá trình tuyên truyền vận động bền bỉ, song cũng là tiền đề để Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể, làm tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng tốt nhất.